Tiếp tập 150 đến tập 151, mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000. Tiếp phần trước, Lục Bắc Cao có, đây mà là phúc trời ban gì cơ chứ, đại hình tu là chẳng thì có. Bạch Ngân mỉm cười đầy sắc khí, không phải là sư muội nói muốn tới chỗ thạch nhân tu luyện sao, sao lại tới đây nhanh thế. Xà Huyên cũng không kém cạnh, Bạch Sư Tỷ nói đùa rồi, không phải Bạch Sư Tỷ cũng vậy hay sao, nói rằng phải tám chuyện với bọn họ kia mà. Lục Bắc bất lực, hai người này hoàn toàn chẳng giống người bình thường chút nào bạch ngân và xà huyên đấu kỵ nhau nói xong rồi ấy mà ta cũng tu luyện xong rồi hai người bắt đầu quay sang lục bắc lục bắc để còn định ngồi đó tới bao giờ nữa đúng vậy đó nước ngâm chân sắp nguội cả rồi lục bắc bước tới được được hai vị tỷ tỷ tốt của ta ngâm chân xong thì hai tỷ nên về phòng mình đi xà huyên chất vấn tại sao lại phải về để không muốn ta ở đây sao bạch ngân thở dài quả nhiên là thứ có được rồi thì sẽ không trân trọng nữa lục bắc ấp úng muốn khiến ta phải run cầm cập đúng không hai tỷ đừng có làm loạn nữa ba ngày này ít nhất cũng phải cho đệ nghỉ một ngày chứ thầm nghĩ nhưng cũng không thể nói ra da của cẩm nhi và xà sư tỉ mị thật đấy bỗng hai chậu nước biến đổi chậu của bạch ngân thì đóng băng còn của xà huyên thì như nước sôi lục bắc toát mồ hôi hai vị tỉ tỉ có thể đừng đùa với ta được không bạch ngân hỏi sao vậy mệt lắm hả cảm tình dành cho ta còn chẳng ấm bằng chậu nước này sao xà huyên thừa thế bạch sư tỉ cao ngạo lạnh lùng không giống ta ta sợ khiến đệ đệ tốt của ta bị lạnh cóng lắm lục bắc tức giận hai tỷ là trẻ lên ba đấy sao đang đánh lục bắc lớn tiếng xua đuổi đi ra ngoài đi ra ngoài cả đi cậu nằm xuống giường ta phải đi ngủ đừng quấy ta nữa hai người bạch ngân và xà huyên cũng ngồi lên giường giận rồi sao đừng giận chứ hại thận làm nó lục bắc lúng túng chuyện gì vậy hả ta đã nói ta phải nghỉ ngơi bạch ngân và xà huyên nằm xuống bên cạnh lục bắc bạch ngân nói xà sư muội mấy ngày nữa sẽ theo đệ tới bí cảnh hỏa long sơn ta lại đi không được cho nên ta nghĩ hay là đêm nay chúng ta tam tu một lần nhé lục bắc ngạc nhiên tam tam tu xà huyên mỉm cười chính là tu luyện thần hồn đó khi nãy bạch sư tỷ đã nói rằng có thể thông qua cách này để cân bằng vấn đề huyết mạch tương xích của chúng ta lục bắc phản đối không được tuyệt đối không được không thể mạo hiểm như thế được lỡ như thất bại xa sư tỷ sẽ bị phế mất hai tỷ muốn lấy ta ra làm thú tiêu khiển đúng không ta không cho phép đâu bạch ngân và xà huyên liền hôn lên má lục bắc bạch ngân nài nỉ xà sư muội tăng tu vi đối với đệ và vũ hóa môn đều có chỗ lợi đệ cứ đồng ý đi mà xà huyên cũng nũng nịu lục bắc đệ làm ơn nhé lục bắc lập tức trở nên hào hứng hai người đã nói đến như vậy ta lục bắc còn từ chối nữa thì đúng là không biết điều khó hiểu phong tình bỗng quần áo lục bắc bị lột sạch không phải chứ hai người cởi y phục của ta làm gì Sa huyên nói đừng nói nhảm nữa cởi ra cho ta bạch ngân cũng đồng tình cởi mau lên nếu không để lại bộ y phục bẩn như lần trước ta sẽ giết để đó lục bắc lúng túng cởi y phục thế này về tình cảm có thể tha thứ nhưng nhưng vì sao phải trói ta lại chứ Sa huyên và bạch ngân mỉm cười bạch sư tỷ nói khi đệ song tu rất thích động tay động chân cho nên trói lại sẽ tốt hơn lần này cứ để ta chủ động như vậy có thể hạn chế đệ đôi chút. Lục Bắc phản kháng, hà, đừng mà, không được. Hai người Bạch Ngân và Xà Huyên lần lượt nằm xuống, nét mặt để lộ vẻ thỏa mãn. Ngươi đừng nhúc nhích, chúng ta phải duy trì linh khí dao động đồng nhất. Lục Bắc dễ ruộng sư tỷ, tỷ làm gì vậy? Đừng làm vậy mà, hai người ức hiếp ta. Một luồng sáng lập tức xuyên qua căn phòng chiếu thẳng lên trời. Triệu Thi nhiên lo lắng, sao trên Tam Thanh Phong lại có âm thanh quái lạ như vậy? Lục trưởng Muôn không sao đấy chứ. Tiện Côn khóc lóc, đừng hỏi nữa, ta đang khóc đây này. Lục Bắc người đáng chết, ngươi thật là đáng chết mấy bé hồ ly run rẩy núp trong chăn, bên ngoài có chuyện gì vậy? Còn có âm thanh kỳ quái đó nữa, tỷ tỷ, chúng ta sợ lắm. Học tinh trấn an, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây. Những người chơi khác cũng ra ngoài quan sát. Trên trời hiện ra hai con phượng hoàng, một của bạch ngân, một của lục bắc đang cuốn lấy nhau. Những người chơi xúc động. Đây đã là lần thứ mấy trời giáng thần quang xuống tam thanh phong rồi, hâm mộ thật đấy. Bây giờ ta gia nhập vũ hóa muôn còn kịp không? Trên trời dần biến thành hình bóng ba người lục bắc bạch ngân và xà huyên những người chơi xôn xao. Chuyện, chuyện này sao còn biến thành hình người nữa chứ? là lục trưởng môn của vũ hóa môn hắn dựa vào cái gì cơ chứ tại sao lại là hắn một nữ nhân mặt đồ đen lần trước cũng nhìn thấy ánh sáng bạch cẩm chuyển cảnh đến ba ngày sau hai người bạch ngân và xà huyên cùng mở cửa xà sư muội tăng được tu vi thật là đáng mừng đều là nhờ công của bạch sư tỷ nhưng bạch sư tỷ quả nhiên là liệu việc như thần lục bắc lúc nào cũng thích động tay động chân chói đệ ấy rồi vẫn chẳng ăn thua ra ngoài liền thấy học thinh mấy bé hồ ly và đám người chơi sao mọi người đều ở đây cả thế học thinh nói bạch sư bá xa tỷ tỷ Trưởng môn xuất quan chưa ạ? À? Huynh đệ đại thắng quan Chu thị gửi thư tới. Sa Huyên gọi, "Này, Lục Trưởng môn, tìm ngươi đó, sao còn chưa ra?" Lục Bắc kiệt quệ bước ra, "Ai tìm ta thế? Huynh đệ Chu thị sao? Đám người xôn xao, Lục Bắc, hai lọn tóc vàng kia của ngươi đâu? Sao trông cứ như người sắp chết vậy?" Hệ thống thông báo, "Bạn nhận được thư từ nhà Chu thị, hoàn thành nhiệm vụ đan dược ngoài ý muốn để nhận kinh nghiệm." Lục Bắc mỉm cười, "Thận đàn ông, cơ thể tốt, thiếu gì đan dược, tốt cho ta cũng tốt cho nàng. Lần này các đệ tử lập đại công rồi." tưởng nhiệm vụ này chia đều cho mọi người mọi người vui mừng đa tạ trưởng môn ban phúc đan dược tốt xa huyên bước đến không sao đâu học thinh mau đi thanh toán phần thưởng cho các đệ tử đi học thinh nghe lời được bạch ngân hỏi lục bắc thư viết gì vậy lục bắc cầm bức thư lên chẳng có gì đặc biệt chỉ nói là đan dược do vũ hóa môn chúng ta cung cấp chất lượng tốt nên họ đã cho chúng ta thêm nhiều đơn hàng và tiền và còn nghe nói về chuyện của ta ở hang động vạn ma nên đã tra một số thứ cho ta chu khuê nói rằng trong hoàng cực tông có lâm bá hiền người vốn giao hảo với họ nói muốn vũ hóa môn sau này cung cấp đan dược trực tiếp cho họ đồng thời phải tăng năng suất nhưng chu bột nói hắn ta cha ra lâm bá hiền có quan hệ mật thiết với lâm phụng tiên sợ có âm mưu nên đã thay mặt ta từ chối vì mối quan hệ giữa chu gia và hoàng cực tông cũng không tiện dừng giao dịch với họ hắn ta dặn dò ta sau này khi làm ăn với hoàng cực tông phải cẩn thận chu bột nói rằng lâm bá hiền không chỉ có quyền nói chuyện trong hoàng cực tông mà bên ngoài cũng có thế lực không nhỏ cậu thầm nghĩ lâm bá hiền lâm phụng tiên không phải là cha nuôi của hắn ta sao trưởng lão hoàng cực tông mà không phải họ chu bạch ngân hừng ngực sát khí tiểu sư đệ đừng sợ nếu hắn ta dám động thủ với đệ ta dù có phải ngọc nát đá tan cũng nhất định sẽ đánh chết hắn ta lục bắc run rẩy trấn an sư tỷ tỷ đừng nóng giận thầm nghĩ ta còn nghi ngờ rằng trận chiến giữa hoàng cực tông và thiết kiếm minh là do mình gây ra đây này lục bắc nói đã đến thì phải an nhiên binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn trước khi vũ hóa môn lớn mạnh ta sẽ né tránh hắn ta hai người bạch ngân và xà huyên có chút ngạc nhiên ồ lúc này nữ nhân mặc đồ đen xuất hiện lục bắt đầu Xà Huyên khó chịu, giờ đây những kẻ đến bái phỏng đều không thích đi cửa chính sao? Bạch Ngân lo lắng, à, cô ta, cô ta sao lại đến đây? Nếu nhân ngay lập tức nhảy xuống tấn công Lục Bắc, nghe đồn Lục trưởng môn đã ở hang động vạn ma chém hóa thần cảnh, ta đến đây để lĩnh giáo xem lời đồn có đúng hay không. Lục Bắc né tránh, vị này, ngươi có thủ với ta sao? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà, lên đến đây liền múa dao múa kiếm, có hợp lý không? Nếu nhân rất nhanh đã xuất hiện phía sau Lục Bắc, chỉ biết né thôi sao? Xem ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn, một vụ nổ lớn xảy ra lục bắc tránh sang một bên ta hiểu rồi ngươi chính là người lâm bá hiền mời đến phải không muốn đánh sao là do ngươi ép ta nếu nhân có chút ngạc nhiên yêu tu vậy mà chỉ một đòn đã đánh tan kiếm khí của ta vậy thì hãy tiếp thêm một kiếm này lục bắc mỉm cười được được ta sẽ khiến ngươi có đi không về nói rồi cậu chạy ra sau lưng bạch ngân sư tỷ cứu ta nếu nhân bất mãn ngươi một đại nam nhân cao lớn mà lại núp sau lưng bạch cẩm cô ta nhìn biểu cảm của bạch ngân bạch cẩm tức giận đến vậy ta chưa bao giờ thấy qua nếu nhân liền ngừng tấn công lục bắc thắc mắc sư tỷ tỷ quen cô ta sao cô ta không phải là người của hoàng cực tông đến trả thù sao bạch ngân nói quen còn rất thân nữ nhân cúi chào thiên kiếm tông trảm minh tâm kế tục trảm hồng khúc bạch ngân ngạc nhiên truyền âm trảm minh tâm ai vậy ngươi đang làm gì vậy thử do xét lục bắc sao sau đó hai người truyền âm cho nhau thì ra là vậy ô thì ra là thế lục bắc lúc này mới bước ra hiểu rồi nhưng tại sao vừa đến ngươi đã chém ta nữ nhân thầm nghĩ đương nhiên là đến để dạy dỗ ngươi nhưng miệng lại nói lục trưởng môn xin thứ lỗi gia sư với bạch sư bá giao hảo nghe nói bạch sư bá có người đặc biệt sai tại hạ đến đây tìm hiểu xem có hợp nhau hay không lục bắc quay sang bạch ngân sư tỷ trảm hồng khúc mà cô ta nói trảm sư tỷ và ngươi có quan hệ gì vậy bạch ngân ngập ngừng cái này nữ nhân cắt ngang quan hệ gì câu hỏi vô lễ như vậy thật là thiếu đứng đắn gia sư và bạch sư bá là bạch ngân nói quan hệ sư tỷ sư muội nếu không thì ngươi nghĩ là gì nữ nhân có chút thất vọng sư tỷ sư muội chỉ là sư tỷ sư muội bình thường bạch cẩm chúng ta làm những việc đó thực sự là những việc sư tỷ sư muội bình thường sẽ làm sao dưới ánh trăng nâng chén mừng cùng vượt qua khó khăn tu luyện song tu đồng tâm bây giờ lại nói trước mặt tên này lục bắc ngẫm nghĩ chảm sư tỷ hình như có ấn tượng trước đây khi ở nhạc châu sư tỷ đã nói sư tỷ và chảm sư tỷ đã song tu bạch ngân tiến đến chỗ nữ nhân đương nhiên đây là mối quan hệ bên ngoài của chúng ta nhưng ở đây đều là người nhà nữ nhân khó hiểu bên ngoài bạch ngân nói chảm hồng khúc là chỗ dựa không liên quan đến phong hoa tuyết nguyệt không cần lời nói của ta là chi kỷ quý giá nhất mà ta không thể thiếu trong quá trình trưởng thành. Nếu nhân truyền âm, ta còn tưởng rằng hóa ra ngươi chưa bao giờ thay đổi, là ta thất thố rồi. Bạch Ngân nói tiếp, non sông không đáng giá, quý giá là gặp được chi kỷ, nhưng nếu ai đó muốn lợi dụng mối quan hệ chi kỷ này để làm những việc có hại cho người khác, thì đừng trách ta vô tình. Sa Huyên và Lục Bắc tung hô, Bạch sư tỷ uy vũ, sư tỷ uy vũ. Nếu nhân bất lực, được rồi, được rồi, ta biết rồi. Tuy nhiên, sau khi Bạch Cẩm quy về trần niệm, dường như đã thêm vài phần đáng yêu. Cô ta mỉm cười, được rồi, thiên kiếm tông trảm minh tâm được sư phụ ủy thác đặc biệt đến điều tra lục trưởng môn vũ hóa môn hy vọng sẽ cùng lục trưởng môn đi làm nhiệm vụ mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này nhớ quét mã trên màn hình cho em xin một nghìn đấy nhé trên màn hình là một số video hay ho khác yêu mọi người donate càng yêu